Và khi nhập vào cái thánh thứ ba là tuyệt đối tưởng đã chấm dứt. Tuyệt đối, tôi dùng từ là tuyệt đối đã chấm dứt. Thì họ chứng quả A-na-hàm. A-na-hàm thì ở một cái cảnh giới tuyệt đối thanh tịnh. Cái này đi mới có ba bước thôi. Thì bằng kia sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ. Phi phi tưởng xứ ngang với cái tầng A-na-hàm. Một vị A-na-hàm hồi trước mình nói rồi là họ thấy mình mênh mông trùm khắp. Đó là cái thứ nhất. Cái tâm hồi trước nó không có mênh mông, bây giờ mênh mông và sáng rực. Và không còn cái cụ cảnh nghiệp tập lợn cợn, không có còn cái điều đó nữa. Cũng như là cái ông kia, ổng giống như là còn tưởng nhưng mà không có tưởng nữa. Cái kia chỉ là tưởng ngã thôi. Thì ông này là cái thấy trùm khắp, nó chính là cái ngã tưởng, hiểu không? Cái thấy trùm khắp mà là mình thấy khắp, mình đang biết khắp, mình đang thấy khắp, và mình đang rỗng lặng, mình đang thanh tịnh. Cái thanh tịnh rỗng lặng, thấy khắp, biết khắp là y như cái định phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiền. Thì vậy là trong cái phá mà mười kiết sử hôm trước mình có nói thì nó còn cái gì? Chút trạo cử, một tí xíu cái vô minh, một tí xíu vô minh và cái mạng. Hiểu chưa? Thì khi mà thánh trí hiện lên phá vô minh, phá cái mạng, tức là phá cái ngã chấp cuối cùng. Trạo cử mất rồi thì thánh trí sẽ hiện. Thánh trí hiện thì là phá hết vô minh, thánh trí A-la-hán hiện phá hết vô minh. Và ngay khi đó thấy còn cái chỗ động lại ở trong tâm là ngã chấp, cho nên phá cái mạng là chứng thánh quả A-la-hán, tức là đi con đường mà phá mười kiết sử. Con đường phá mười kiết sử nó song song với cái tứ quả. Con đường thiền định thì phải trải qua tám định thì mới tới cái định này, là ngang ngang với A-na-hàm. Như vậy là chỗ này Phật quở các vị A-na-hàm còn giải đãi. Hồi đó đọc cái câu đó tôi không hiểu nổi luôn á. Không hiểu nổi giải đãi là cái gì ta? Tại vì thấy khắp, biết khắp, có thần thông, có tất cả mọi thứ như một vị A-la-hán tuyệt đối. Gần như tất cả mọi cái thấy và cái thông là họ đã thấy, họ đã thông. Họ cũng thấy trùm khắp, họ cũng biết trùm khắp. Và họ rỗng lặng, thanh tịnh và không có biên tế, không có biên giới trong cái trí thông này. Thì như vậy là tam giới cũng đã được ổng thấy. Ổng không còn vướng trong tam giới nữa. Nhưng mà thoát ra tam giới thì không thoát được. Một chuyện kỳ cục không giải thích được. Tức là thấy khắp, biết khắp có nghĩa là tam giới này đã được lướt qua rồi. Dục giới, sắc giới, của những cái định dục giới, sắc giới, vô sắc giới đã qua rồi. Thì cái ông kia phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên. Thì như vậy là chỉ còn có một cái tưởng ngã rất là nhỏ thôi. Thì sập hết tất cả những cái tưởng ấm, tưởng này nọ kia luôn á. Thì như vậy là ảnh còn ngã tưởng thôi. Và ảnh cũng ở trong cái định tuyệt đối đó nữa. Tôi dùng cái từ định tuyệt đối, tức là không thể nào làm động trở lại được. Ông không lui sụt được. Thì cái anh A-na-hàm này cũng không lui sụt được. Không lui sụt nha. Nếu như đời đó không chứng thánh quả A-la-hán thì trụ cái định của A-na-hàm là không ngày giờ có thể tính kể. Tức là không có số kiếp, không có năm tháng luôn, vô biên luôn. Thì họ nghĩ là họ nhập trong cảnh giới vô sanh. Ông kia cũng vậy. Ông kia nếu mà ở cảnh giới phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên, ông cũng ở nghĩ cảnh giới không có sanh rồi. Ông cũng thấy mình không bị sanh tử rồi. Ghê không? Thì cả hai đều thấy mình không bị sanh tử. Mình trùm khắp, mình rõ thông, và mình không bao giờ bị sanh tử nữa. Thì quá tuyệt vời rồi chứ gì, đúng không? Cho nên nhiều người bị lầm ở đây, nhiều người bị trụ ở đây. Thành ra trong cái cảnh mà gọi là cái gì đó, trong cái cảnh giới A-na-hàm nó đông, đông đông cũng không thể tưởng. Trong cảnh giới phi tưởng, phi phi tưởng thiên là một cõi luôn. Là một cõi luôn, tận cùng của cõi vô sắc luôn. Nó mênh mông, nó vĩ đại và đông vô kể. Chúng ta dùng đông vô kể nhưng mà chúng ta khó thấy cái đông này. Tại vì tất cả đều ở trong thiền định. Không các vị, không có giao thoa, không có giao tiếp với nhau trong cảnh giới này. Ai cũng lo ở trong định hết. Đây mới là mấy cái đồ đọc.
Bây giờ mình giải thích, kỳ trước có giải thích rồi, nhưng bây giờ mình nói lướt lại. Tại sao Đức Phật nói A-na-hàm còn giải đại? Đức Phật quở một câu rất là nhẹ mà ông trời biết còn không nổi luôn á, tôi nói thiệt á. Nhiều năm tôi nói buổi Phật kỳ ta Đức Phật quở, tại vì ông đã thấy khắp, ông biết khắp, ông là thanh tịnh tuyệt đối, không động niệm, không lui sụp. Được gọi là sanh cõi trời bất hoàng thiên, tức là cõi trời không còn sinh đi lộn lại trong tam giới nữa, tức là không bị sanh tử nữa. Chính cái ông thấy rõ ràng là mình không thể sanh tử nữa, ông tưởng chứng vô sanh. Anh phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên, không còn tưởng thì cũng hết mầm móng sanh tử rồi. Nếu như anh không có chứng diệt thọ tưởng định á, tức là không có dứt trừ cái mạng, cái ngã cuối cùng, cái tưởng ngã thôi. Nó chỉ là cái tưởng có mình, gọi là tưởng ngã nhỏ nhiệm đó thôi. Thì ông trời bên đây cũng vậy. Còn là do mình với lại mạng. Thì cái mạng là mình, tức là còn thấy có mình ở đâu đó khi mà chưa chứng thánh quả A-la-hán ở cái tầng A-na-hàm và cái tầng phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên, là cả hai ông này ông đều vẫn còn chưa tan hết mình. Rõ ràng là ông không thấy mình ở thân tâm nha, không có thân và không có tâm, nhưng mà ngã vi tế chưa chấm dứt, chưa có một dấu chấm hết về ngã chấp, chỉ chừng đó thôi. Thì như vậy là hồi nãy mình thấy là các vị A-na-hàm thấy hết, biết hết khắp tam giới này, thấy chúng sanh sanh tử đau khổ này nọ là thấy hết, có trí đó rồi, trí đó đã sanh rồi nha. Vì là chúng sanh sanh đi lộn lại trong tam giới này, ở trong cái định của A-na-hàm, ở trong cái tuệ của A-na-hàm thấy rõ. Cái anh kia phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên cũng thấy rõ luôn, mà ảnh đã chấm dứt rồi, chỉ còn ngã tưởng, cái ngã, cái tưởng á, cái tưởng mình sinh diệt nó lại không có còn, dứt hẳn luôn rồi. Thì hai ông này cũng thấy cái chuyện sanh tử của chúng sanh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái gì cũng biết. Cái gì cũng thấy và cái gì cũng biết. Mà cái biết đó nó là cái biết của tuệ, chứ cái biết đó nó không phải là cái biết của thân tâm ngày nào nữa. Qua một cái tầng hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà thứ nhất là thấy cái sinh tử chúng sanh thì cái gì? Cái từ tâm chưa sinh khởi, hiểu không? Không có từ tâm, thấy thôi chứ không có thương à. Tại vì thương động sao? Kỳ không? Ở đây nếu mà khởi cái tình thương để cứu là bị động á, rồi định mới khởi cái thương. Còn ở trong định thì nó khù bèo, không có thương nào hết rồi. Thằng nào sanh tử ta cũng thấy nhưng mà không thương tụi bay. Không có tâm cứu vớt, không có thương, không có tương thông được. Mặc dù là thấy hết tất cả những nhân quả nghiệp báo của họ, khổ đau của họ đi trong sanh tử thế này thế kia, thấy bắt đầu là cái gì gọi là cái trí mà để thấy sanh tử á, thiên nhãn minh á, là bắt đầu lộ dần dần ra. Cho nên thấy đứa này nó sanh đây, nó chết đi đâu rồi này nọ rồi kia, là trong cảnh giới A-na-hàm đã thấy. Và các vị trong cái định phi tưởng, phi phi tưởng cũng thấy. Rồi thấy quá khứ của người này, thấy vị lai của người kia, gần như là ở đây là thấy hết rồi, thấy gần như hết rồi, chứ chưa phải là hết. Chưa có đủ cái tuệ để có thể thấy suốt 84.000 kiếp của người ta, nhưng mà vẫn thấy rất là nhiều kiếp sanh tử của thiên hạ trong khắp tam giới này rồi.